Ê, chị. Thôi thôi. Ôi, nắng quá nhỉ. Sáng chia sẻ cái túc nhé. Cái túc của thụ này. Cao. Cái túc này rất sai quả nhỉ. Rồi quay kỹ cái gốc thôi. À. À. Cắt từ đây. Kết thúc cổ thụ vành hơn trăm. Đấy, giờ cắt đây chơi mất rồi. Non. Cây túc cổ thụ sung túc lộc. Đấy, cây túc như cây xoan, một quả nó đẹp lắm. Cái đoạn gốc này các bạn gốc chơi cái đoạn gốc này được. Đứng bên ngoài quay ngược sáng rồi. Túc lại được, lá túc nó đỏ, nó búp đỏ đấy, lá túc này. Đấy, ông anh cũng muốn chuyển nhượng cái túc này nhưng mà chưa hỏi giá mà chuyển. Đúng là túc này, thôi ok.